Chào các bạn, để giúp các bạn hiểu thêm thông tin về ngành công nghiệp thực phẩm ở nông nghiệp ở Hà Lan thì Tân Đại Dương sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu rõ thêm về cái mục này. Hà Lan là một trong những quốc gia đứng hàng đầu thế giới về cái ngành công nghiệp thực phẩm cũng như là nông nghiệp, và Hà Lan thực sự là cái điểm đến lý tưởng cho cái việc học tập, nghiên cứu của công nghệ cũng như là kỹ thuật tiên tiến nhất trong những ngành này. Công nghệ thực phẩm đây là ngành mũi nhọn của nền kinh tế ở Hà Lan. Hà Lan là một quốc gia duy nhất trên thế giới có hẳn một cái thung lũng thực phẩm, và đây là nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu hàng đầu trong cái lĩnh vực nông sản như là dinh dưỡng, sức khỏe, đồng thời là bao quát cả về khoa học đời sống và hệ thống gen. Ngoài ra đây cũng là nơi mà hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm đã đạt bộ phận phát triển sản phẩm và cho ra đời các sản phẩm dinh dưỡng đạt được tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng cũng như là độ an toàn về thành phần dinh dưỡng. Và chính vì cái sự đầu tư nghiêm túc này mà cái ngành công nghiệp thực phẩm ở Hà Lan đã thực sự là trở thành là cái điểm sáng của cái nền kinh tế của đất nước này, và đặc biệt là khi nó có khả năng kết hợp hỗ trợ với cái ngành nông nghiệp cũng là một trong những ngành mũi nhọn của Hà Lan rất tốt. Chẳng hạn là nhờ cái sự kết hợp này mà Hà Lan đã nổi tiếng khắp thế giới về cái ngành là công nghiệp chế biến sữa và chăn nuôi bò sữa, hay là chế biến format trên quy mô lớn. Thứ hai đó là cái lý tưởng khi mà học cái ngành công nghiệp thực phẩm tại Hà Lan. Với cái nền tảng về công nghiệp thực phẩm rất vững vàng như thế thì cái việc học tập và nghiên cứu về cái ngành này cũng rất phát triển tại Hà Lan. Có thể xem đây là cái chương trình đào tạo tốt nhất trên thế giới. Và học công nghiệp thực phẩm ở Hà Lan thì sinh viên không chỉ là được trang bị kiến thức về chất lượng, chế biến sản phẩm hay là nghiên cứu thị trường, mà còn giúp các bạn hiểu hơn về cái quản lý chất lượng ra sao, hay là phân tích các xu hướng dinh dưỡng, cái hương vị hiện nay là như thế nào trên khắp thế giới. Và một số ngành trong nhóm này bao gồm như là ngành công nghiệp thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe, hay là quản lý phát triển thực phẩm, an toàn thực phẩm, vân vân. Tại cái thời gian học của sinh viên thì có thể là dự kiến là học tập và thực tập ở rất nhiều cái công ty về chế biến thực phẩm ở Hà Lan. Hầu hết thì các bằng cử nhân và thạc sĩ và tiến sĩ thì đều dùng là 100% là bằng tiếng Anh. Về cái ngành đa dạng về học bổng trong cái ngành thực phẩm, đa dạng về học bổng trong ngành thực phẩm này thì cũng đã được nhiều các bạn sinh viên chú ý. Sở trường của nhiều trường đại học thì rất mạnh về các ngành công nghiệp thực phẩm, cũng như là có nhiều công ty đa quốc gia về ngành này. Hà Lan cũng rất chú trọng và đầu tư về cái việc là đào tạo nhân lực về cái có chuyên môn về cái ngành này. Chính vì thế học bổng của cái ngành công nghiệp thực phẩm thì khá đa dạng từ nhiều nguồn, như là các bạn sẽ được nhận học bổng từ chính phủ hay là từ các trường đại học cũng như là từ các công ty lớn về ngành thực phẩm này. Để biết thêm thông tin chi tiết về cái ngành thực phẩm ở Hà Lan hay là để chọn trường nào khi đi học tại đây thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của nhiều trường đại học Hà Lan tại Việt Nam, qua số điện thoại